Vâng, em Quang Hải Dương xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Hải Dương nhé. Thì báo cho anh chị một tin vui, tin mừng là bây giờ giá xăng đã giảm xuống còn 12.000 đồng một lít anh chị nhé. Thì nếu mà bây giờ chúng ta muốn mua một con xe ô tô nó không phải suy nghĩ về vấn đề xăng cộ nữa, thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái mẫu xe với khối động cơ 1.0 thôi anh chị nhé. Với con xe này anh chị chỉ cần ra cây xăng hô một phát là cho đầy bình. Bây giờ nó chỉ có tầm khoảng 350-400.000 thôi là đầy bình anh chị nhé. Đó, chiếc này là chiếc Hyundai i10 bản Grand nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ anh chị nhé. Sản xuất năm 2015, động cơ 1.0 số sàn, tên tư nhân biển Quảng Ninh anh chị nhé. Đây là một cái mẫu xe 5 ghế ngồi rất là nhỏ gọn này, rất là phù hợp với những cái cung đường nó đông đúc dân cư hoặc là luồn lách trong ngõ xóm anh chị nhé. Đó, xe rất là đẹp luôn, đèn pha này, la răng phay, phanh đĩa này, ABS đầy đủ anh chị nhé. Cái mẫu xe này đang được bên em bán với mức giá là 225 triệu đồng cho một cái mẫu xe ăn tầm khoảng 5,5 lít trên 100 km anh chị nhé. 5,5 lít xăng, và với cái giá xăng hiện tại bây giờ là 12.000 đồng một lít anh chị nhé. Đó, giá lại rất ok, rất hợp lý, chỉ với 225 triệu đồng thôi. Anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu i10 này đấy, đã lên full đồ chơi, thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Đấy, đã lên một cái màn hình Android, úi giời, to như cái tivi luôn anh chị nhá. Đấy, điều hòa đầy đủ các kiểu nhá. Đã dán được sợi carbon ở trong nội thất này, nhìn rất là sang trọng luôn. Trần dán trần 5D. Đó, thảm lỉ táp lô, áo ghế da, số sàn, bốn kính chỉnh điện, gương chỉnh điện anh chị nhé. Đây, áo da ghế đây, táp lô táp ly rất là sạch đẹp. Con này là em cũng xin nói thật là đây là một cái mẫu xe đã trải qua một thời gian làm sử dụng dịch vụ taxi đó, nhưng mà mẫu xe này là người tài xế sử dụng rất là cẩn thận đấy, còn rất là cẩn thận anh chị nhé, nên là form dáng đó là em cam kết là hoàn toàn không đâm va một góc nào đâu anh chị nhé. Giá chỉ có 225 triệu đồng thôi. Hyundai i10 Grand nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ, 5 ghế ngồi, số sàn, động cơ 1.0 anh chị nhé. Xăng ăn chỉ có tầm 5,5 lít cho 100 km thôi, rất là tiết kiệm phải không ạ? Đấy, 5,5 lít là đường hỗn hợp và cả điều hòa anh chị nhé. Keo chỉ không hề mất phân nào đâu. Đấy, sơn xi rất là sạch và đẹp, tông màu đỏ đun này, đỏ mận này, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nội thất chủ xe đã dán carbon vào rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, một cái màn hình Android, màn hình cam lùi củ số đây, rất là ok. Cái màn hình này tích hợp được 3G, 4G, Wi-Fi, kết hợp Bluetooth nghe, rồi là định vị này, dẫn đường, rồi rất là nhiều, rất là thông minh anh chị nhé. Nghe gọi trên cái màn hình luôn. Đó, cửa đóng rất là chắc chắn luôn. Đó, anh chị nào mà quan tâm đến cái mẫu Hyundai i10 sản xuất năm 2015 này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Đây, form dáng rất đẹp, hatchback 5 ghế ngồi, đã lên một bộ la răng phay rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn. Tên tư nhân biển Quảng Ninh. Bên em thì rất là nhiều cái dòng xe tốn xăng, ví dụ như Ford Escape, Mercedes-Benz, rồi là những dòng Land Cruiser. Nhưng mà báo cho anh chị một tin vui là như vậy, xăng bây giờ còn 12.000 đồng một lít thôi, nó giảm một nửa so với thời cao điểm là 24.000 đồng một lít. Thì bây giờ anh chị cứ ra cái xăng hô mạnh và phát đổ đầy bình là chỉ có vài trăm nghìn thôi. Đây lại đi cả tháng với cái mẫu xe này nhé, đúng là đổ đầy bình chắc là đi cả tháng thật đấy. Giá tiền, giá xăng bây giờ chỉ ăn ngang với con xe máy, ăn 5,5 lít rồi 100 km. Đây, lỗ rất là êm ái anh chị nhé, máy móc rất là sạch sẽ này, chỉ có bụi bẩn không hề dầu nhớt thôi chị nhé. Lỗ tiếng rất là tròn đấy, chassis ụ giảm sóc, khung gầm nguyên bản nhé, không hề đâm va đấy, không hề đâm va một góc nào đâu anh chị nhé. Form dáng rất là đẹp, keo chỉ không hề mất phân nào, tôn vỏ rất là mỏng, sơn xi sạch đẹp, nội thất sạch đẹp đấy, máy lổ tròn. Giá tiền chỉ có 225 triệu đồng thôi. Đời rất là cao, đăng kiểm 1,5 lít, đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc Ấn Độ. Đấy, động cơ 1.0, ăn xăng như ngửi anh chị nhá. Ăn xăng như ngửi luôn.
Nếu bác nào chốt cái mẫu xe này thì alo cho em Quang, cái số thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương nhé. Một mẫu xe đã lên đủ đồ chơi, màn hình cam nùi la răng đúc đó, áo ghế trần 3D 5D, vậy tất cả lên hết rồi thì mẫu xe này chỉ có 225 triệu đồng thôi, và mức tiêu hao nhiên liệu từ 5 lít cho đến 5,5 lít 100 km đó, chưa đến 1.000 đồng cho một cây số anh chị nhé. Thì anh chị nào quan tâm thì alo cho em Quang, cái số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương, để được chốt cái mẫu xe Hyundai i10 Grand sản xuất năm 2015 này anh chị nhé. Hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và các bạn theo những video sau. Xin chào tạm biệt nhé.